Em xin chào các anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta hiện chúng ta đang có mặt ở đường Hai Bà Trưng. Nơi đây là giao lộ của Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng. Ở đây thì có công viên Lê Văn Tám nè. Công viên Lê Văn Tám ngày nay nè. Thì hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi một vòng đường Hai Bà Trưng và đi đến cái chợ Tân Định. Để gửi đến cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh về ngôi chợ Tân Định này nhé. Ở đây ngay cái khu vực công viên này phía trước mặt tiền Hai Bà Trưng thì buổi tối có những cái hàng quán bán món gỏi bò. Buổi tối mới có là nổi tiếng ở đây nè. Đằng kia là giao lộ Hai Bà Trưng với Võ Thị Sáu. Công viên này thì có ba mặt tiền lớn, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, rồi Điện Biên Phủ. Nhìn vô công viên rất là mát, công viên rất là lớn. Như ngày xưa thì công viên này không phải tên Lê Văn Tám. Do bất thình lình nên không có thông tin về cái công viên này ha. Để hôm nào em sẽ tìm hiểu rồi trình bày với bà con mình xem coi có đúng như vậy không ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lang thang nha. Đây đường Võ Thị Sáu một chiều hướng từ cầu Điện Biên Phủ, Hàng Xanh, ngã tư Hàng Xanh đi vô Sài Gòn nè. Con đường này là một trong những con đường mà đông tấp nập nhất ở khu vực quận nhất quận 3 này. Lúc nào xe cũng tấp nập hết. Bây giờ là 8:30 sáng. Hai đường Võ Thị Sáu và Hai Bà Trưng. Rồi chúng ta đi qua đường nha. Đi kiếm mua cái nón. Bây giờ chưa thấy nón nào vừa ý. Đây là đường Hai Bà Trưng để đi đến cầu cầu gì? Đây cái cầu đây thì có cái nhà thờ Tân Định nè, một trong những nhà thờ rất là lâu đời ở Sài Gòn. Hôm nay là Chủ nhật nên bà con mình đang đi lễ. Thì sẵn đây nhân đây ngày của mẹ, hôm nay ngày của mẹ thì em gửi đến các anh chị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người mẹ của chúng ta nhé. Đây có quần áo. Lucida. Này đồ xe này nhìn mới, chắc đồ này đồ nước 1, nước 2. Đây có con hẻm 230. Ở đây hẻm ở đây không có đông lắm. Ở đây có mấy cái bóng dài. Do dòng người Hàn Quốc hả? Gia đình mặt đó.
Tân Định nổi tiếng là chợ vải. Ủa gì hết? Đẹp quá ta. Gì hết phục sinh rồi mà đúng không? Nhà thờ này cũng là một trong những nhà thờ mà nằm trong những cái tour du lịch nè. Mỗi khi người nước ngoài đến đây này, khách du lịch đến đây nè. Đó, nguyên cái nhà thờ màu đỏ hồng. Có màu hồng. Phía sau thì có cái đa khoa Thánh Tân Định. Lớn nhiều. Đó, bây giờ là 9 giờ. Rồi chúng ta đi tới tí nữa thì là chợ Tân Định nha. Đây có xe bán trái cây. Đủ loại trái hết trơn. Cộng này có bên Hàn Quốc cũng có nè. Cà phê cộng. Hôm nay thì giống như là chúng ta đi du lịch nha. Hôm nay mình đi du lịch qua Màn Ảnh Nhỏ để đi đến khu nổi tiếng, khu Tân Định, để theo cầu của có nhiều anh chị thì nói hôm nào em đi khu vực Tân Định đi. Thì hôm nay thì em sẽ đi khu Tân Định này đây. Những cái video đi bộ thì rất là thú vị anh chị, nó làm cho mình thoải mái khỏe nữa. Đi bộ thì mình nhìn thấy ngắm phố phường kỹ hơn. Nhưng mà nói về đi bộ chắc có lẽ ở Sài Gòn chắc anh Sunny Đoàn là đi nhiều nhất. Một ông anh rất là dễ thương ha. Chúng ta nhìn bên kia thì có cái trường mầm non của nhà thờ, mầm non Tư Thục. Một bên nhà thờ và một bên nhà nước. Nhìn trái cây nó hấp dẫn à, thì nó tươi mà nó xoài cát chuối. Mùa hè tới à. Chúng ta đang đứng ở giao lộ Nguyễn Hữu Cầu và Hai Bà Trưng. Là bên kia chúng ta nhìn thấy đó là ngôi chợ. Đi bãi đối diện nè, phải không? Đi bên đây qua đi. Đây nè. Đây qua đây. Đây qua đây vòng bên kia. Rồi qua đường nha, chúng ta qua đường nha. Chúng ta đi qua đây để nhìn thấy cái mặt tiền của chợ Tân Định. Một kiến trúc rất là đặc biệt ở đây. Quá lẻ lên. Ở đây có rất là nhiều tiệm vải nè. Này giống như ở chợ Sói Trình Lâm vậy đó. Chúng ta nhìn bên đây đối diện ta là kiến trúc của một ngôi chợ. Ta qua đường nha. Đấy, đi qua đường. Nắng quá. Này có cùng chợ với thành ta. Ở trên nóc chợ có cái chuông rồi. Sao lại có cái chuông ta? Là báo hết giờ hả? Đèn đỏ được phép đi thẳng.
đi chợ xong xíu nữa coi có món gì đặc biệt không ha. Mình đi một vòng trước đi. Đây giống như chợ Bến Thành nha. Này cửa mình đi cửa chính nè. Kiến trúc như chợ Bến Thành nha. Lần đầu tiên đến chợ này luôn á. Khu vực này bán mấy vải. Này chắc thợ may đi đây nhiều. Hả? Nhưng mà nó có nhiều loại bông lắm. Đông quá. Mèo bán hả? Mèo đẻ gì quá trời. Khu vực ẩm thực ở cuối. Bữa này nữa kia hả? Thực phẩm mà. Ở đây cũng rất là nhiều khách du lịch ha. Ủa ăn ở đâu? Đây đi. À mình ăn bên kia. Đi theo thứ tự. À đây tới chợ chợ cá rồi. Chợ cá, chợ rau cải. À, mình đi vòng rồi mình đi kiếm cái gì mình ăn sáng luôn ha. Nay đi ăn sáng hơi xa so với ở nhà. Tôm cua này tới đây thịt. Chúng ta đang ở đường Nguyễn Hữu Cầu. Bên đây là quầy ăn uống hả? Mình nhé vòng đi rồi quay trở lại. Có phở kìa, phở bò, phở gà, phở miếng vịt. Đi đường này hả? Đi đây đi. Đúng rồi. À, cái mặt bên đường Nguyễn Hữu Cầu là bán đồ ăn rất là nhiều ha. À, quá trời luôn. Chua, giờ nhiều đồ món ăn thích vậy. Khi mà chúng ta có dịp đến đây thì mình đi đường Nguyễn Hữu Cầu nha, mặt đường Nguyễn Hữu Cầu. Có rất là nhiều hàng quán ăn nè. Ôi, chè ngon cả. Đủ màu á. Hấp dẫn lắm. Đi thẳng đường này vô đi. Wow. Tổng có thích không với đau. Dao. Vải 200.000 một mét. Tôm khô nữa.
Bên đây là cái hẻm đường Hai Bà Trưng, hẻm này bán trái cây. Hả? À, đấy mì Hồng Phúc hả? Rồi chúng ta đi đến đây là cũng hết chợ rồi. Nãy giờ mình đi cũng gần giáp rồi. À, bây giờ chúng ta đi ăn sáng nha. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Coi ai gặp, có ai gặp người quen không nha, cho em xin cái comment nha. Ở đây giống như chợ Bến Thành. Không gì lợp ít này. Không gì lợp ít mày. Ở bên đây còn nữa hả? Ủa, khi nãy giờ mình đi vòng vòng. Ở bên đây còn cái hẻm nhỏ nữa. Cái hẻm đường Nguyễn Hữu Cầu. Lỡ rồi chúng ta đi cho giáp luôn ha. Chợ rộng chứ. Đây là khu vực phía ngoài lòng chợ nè. À. Bữa nào chợ mới đi. Mà đi không nổi đâu. Đây má đi sao nổi. Nói bữa nào dẫn má đi, nhưng mà chợ này lớn lắm, má đi đi bộ hơi hơi mệt. Cua làm gì ta? Cua chỉ có nấu cua thì nấu canh cua. Rồi đó chú quê hay đi bắt cua đó, đó về luộc ăn. Ừ. À, đây là đường Bà Lê Chân. Rồi, hướng này chúng ta sẽ đi ra đường Hai Bà Trưng. Rồi thôi, hành trình của ta đến đây là hết. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Nay thì chúng ta không có nhu cầu mua sắm gì hết. Chúng ta đi tham quan đây rồi chúng ta đi ăn sáng thôi. À, nói ngừng nhưng mà đi khúc này thì lại có nhiều cái nữa và tiếp tục. Nãy giờ đó ngừng 2-3 lần rồi mà chưa ngừng được. Không bán cái gì vậy? Nhào, cái nhào. À. Em rượu đau lưng, chị đau lưng nhức mỏi. Nhà mình cũng có đó, nhà đi quê đó. Đi quê ra trái quá trời. Cua sai đặc biệt. Rồi, đi hôm nay đi. Rồi, bây giờ thì tạm biệt bà con nha. Mình đi ăn thôi, đói bụng rồi.